Xin chào quý vị. Xin chào các anh chị nha. Hôm nay là trước giờ luôn á, mình hẹn là 6:45 mà bây giờ mới 6:40 là mình đã bắt đầu rồi. Để chuộc lại lỗi lầm của những lần mà lúc nào cũng trễ hẹn. Hôm nay đáng lẽ là Nguyễn Tiến Dũng sẽ livestream là sớm. Nhưng mà lu bu công việc quá. Rồi kể tới giờ này thì thưa quý vị là ngày mai là cô Tanya sẽ lên đường đi qua Indonesia. Do đó mà Dũng rất là vui khi cô nhận lời, mặc dù là trễ rồi ở bên Florida và cũng đã sắp tới giờ để cái vụ mà sự phúc thẩm bắt đầu, nhưng mà cô Tanya vẫn đồng ý nói đôi lời với lại quý vị. Rồi, thì hôm nay gặp lại những gương mặt rất là quen thuộc. Biển Ngạn Hồng Hoa lần đầu tiên là người đầu tiên trong cái list nha. The first one on the list ha. Anh Phan, Xuân Nguyên, Thi Nguyễn, hôm qua Dũng quên chào, không phải không quên chào mà là không có thời gian chạm để chào, buồn nha. Phoenix Rider, Thúy Huê Trương, Vũ Trần, Trúc Phạm, hai Trúc Phạm từ Texas, cô ca sĩ Trúc Phạm nè, Jessica Phạm, Meda Trần, Thúy Nga Vũ, Liên Diệp, Hoài Thu Thương, ủa Hoài Thu thôi mà tại Thương Thương chào cho nên tưởng là Hoài Thu Thương, Thiên Nguyễn, Châu An Giang. An Giang quê tôi đây. Mơ Đinh, Hoàng My, Wendy Trương Clay. Hôm nay live mà không có uống trà của Wendy Trương Clay rồi. Đang bắt đầu rồi ha, bắt đầu thôi chắc. Ở đây chắc cũng đang chào hỏi ổn định chỗ ngồi thôi rồi thôi. Bây giờ để Dũng gọi cô ta nha liền nha, tại vì thời gian của mình không có còn nhiều đó. Rồi. Xin chào. Rồi, xin chào cô. Xin chào. Rồi, Anh nghe không vậy? để hỏi mọi người có nghe không nha. Xin chào. Rồi, rồi xin chào cô. Xin chào. Rồi, Anh nghe không vậy? để hỏi mọi người có nghe không nha. Xin chào. Rồi, sao mà nghe vậy 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 là nghe đó. Ủa, cô còn đó không vậy? Tôi đang ở đây nè. Tôi đang Dạ ở rồi đây. thôi, mọi người đang chờ cô kìa. Lần đầu tiên mà trước giờ đó nghe, cô hẹn 4:45 mà giờ 4:40 đó. Thì ngày hôm nay thôi cô cho ý kiến của cô, tại vì cái ý kiến của cô cũng khá là quan trọng. Bởi vì ngày hôm nay là nhiều người rất là xác định cái điều mà 50-50. Và chúng ta không biết chắc rõ, thì hôm nay đã biết chắc rồi là ngày hôm qua có Bộ Ngoại giao đặt chân vào để tham dự cái phiên tòa, thì cái vai trò của cô là rất là quan trọng với sự xuất hiện của những thành viên của Bộ Ngoại giao, và sau đó thì họ lại bay qua bên Indonesia để gặp cô bên đó. Rồi xin mời cô bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Thanh Nhan xin thương 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 chào các bạn nha. Và Thanh Nhan cũng cho các bạn biết nha, Rồi xin hôm chào qua cô. tới hôm nay Thanh Nhan chưa có chợp mắt nha. Thanh Nhan xem cái phiên tòa nguyên cả đêm ha, Florida là như là nguyên cả đêm, 8 giờ gì đó, 9 giờ, tới 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 như là 5 giờ thì Thanh Nhan bắt đầu ngủ quên chút xíu, và khi mà Thanh Nhan giật mình dậy thì đang nghe thầy Nhất Nguyên nói, thì chắc là lúc là chừng khoảng 6 giờ, tức là ngủ khoảng chừng nửa tiếng 45 phút gì đó, thì nghe cho đến khi mà hết luôn phiên tòa. Và hôm nay thì bắt buộc nghe cho đến khi Thanh sẽ đi sẽ nhận bay trong vòng, bây giờ là mấy giờ bên tôi rồi, gần 10 giờ rồi đó, 10 giờ đêm thì khoảng chừng 4 giờ sáng Thanh sẽ bay, thì chắc là sẽ không ngủ nha các bạn. Thì bây giờ mình không ngủ thì mình có lý do lên máy bay tha hồ mà ngủ đó đó. Nhưng mà bây giờ phải nói là hôm qua là một ngày Thanh sẽ chúc mừng hết. Thì bắt đầu cái phiên tòa ai cũng biết là nó hơi lủng củng, và vấn đề
nói rất là lâu thì vấn đề mà buộc tội đó ha, cái tội rất là lâu, nhưng mà khi mà các thầy được lên nói thì Tha Nha nghĩ là Tha Nha chỉ nói thoáng thôi, tại vì mình cũng không có muốn đi vô mà ai cũng biết hôm qua là chuyện gì xảy ra rồi. Thứ nhất là hôm qua các thầy phản biện rất là hay, nhưng mà thật sự Tha Nha không có ngạc nhiên đâu. Chắc thể là lần đầu tiên các quý vị nghe các thầy đứng ở tòa cãi biện như vậy, hay là kháng án như kháng án hả? Kháng án hả anh? Kháng án. À, không phải kháng án. Kháng kháng. Phản biện giống như phản biện và tranh luận rất là hùng hồn. Nhưng mà đây là những người mà Tha Nha đã làm việc từ một lúc Tha Nha gặp các thầy, ha? Thầy Nhất Nguyên và thầy Nhị Nguyên đã làm việc nhiều hơn. Còn thầy Hoàng Nguyên và thầy Trùng Dương thì ít cái làm việc cho nó sơ sơ. Nhưng mà thầy Nhất Nguyên và thầy Nhị Nguyên đây là những người Tha Nha đã từng nghe làm việc. Tha Nha không có ngạc nhiên. Quan công đồng ý này hùng biện rất là hay. Và khi mà làm việc với Tha Nha, các thầy rất nhanh nhẹn và biết là mình nói gì, mình nghĩ gì. Thì Tha Nha quen rồi, từ lâu lắm rồi mới thấy lại cái cách này. Tha Nha rất là nhớ ha. Nhưng mà Tha Nha thấy thầy Nhất Nguyên là trong các thầy thì các người thầy nói đầu tiên là Nhất Nguyên. Thầy Nhất Nguyên là trong các thầy thì Nhất Nguyên là một người hướng về đạo, phải là một người giáo sư về đạo. Ông rất là đạo trên đó. Khi mà ông nói vấn đề cắt nghĩa những cái lời mà những cái lời mà Nam Mô A Di Đà hay cái gì đó, như là cái gì lời đầu tiên mà chào đó, dạ, là cắt nghĩa rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Thì cái lời nói của ông tuy là hơi dài, tại vì ông muốn cho người ta hiểu, tại vì cái người mà giảng về đạo hay là người ta nói về đạo thì họ muốn cho cái người nghe hiểu về về cái đó, nhất là họ đã bị nghĩ lầm 3 năm nay rồi. Thì thầy Nhất Nguyên làm rất là tốt ha. Thì Tha Nha sẽ nói tiếp là thầy Trùng Dương là cái người kế tiếp. Thì thầy Trùng Dương tuy là ít có ai thấy ra mặt, nhưng mà khi mà thầy nói tuy là lời nói nhỏ nhẹ hơn, nhưng mà thầy rất là cứng rắn khi mà thầy nói là cái gì đó phản biện. Thì thầy không phải là người những cái thành trong những thành viên mà làm video, thì thầy không phải là một trong những người mà về cái chương trình đó, thì tại sao mà như là nói cho thầy là thầy là mang cái tội là bị như vậy đó. Thì ông phản biện rất là hay. Và ông cũng nói là với lại tất cả các thầy đều nói một câu đó là cái video gì mà cái video mà của cái gì Hoàng Nguyên Nhất Nguyên Official đó, đó là cái video mà họ không bao giờ biết ha. Ngày xưa khi mà họ đã có cái video này rồi họ đổi qua cái bài gì đạo đạo nhạc đạo gì đạo tâm gì của họ đó, họ bắt đầu đổi thì họ không còn giữ cái tên đó. Nhưng mà sau này người ta dùng cái video mà cái tên Hoàng Nguyên bỏ lên những cái video mà bây giờ họ đang bị tù nè ha, bị như đó. Thì đó là một cái vấn đề mà rất là ổng đòi hỏi, ổng yêu cầu là phải làm cho rõ ràng, tại vì ổng chưa bao giờ là đã dính vào những cái video này, nhất là ổng không. Thì thầy Nhị Nguyên rất là cứng rắn, ổng giống như là tướng vậy đó. Ổng ra ổng nói là ổng nói thứ nhất là ổng bị nhà của ổng xét, bị xét nhà mà không có lệnh khám xét ha. Rồi vấn đề thứ nhì là ổng các thành viên ở trong các thầy các cô đều bị ôm tay ôm chân và bẻ tay bẻ chân, ép ký giấy lăn tay mà họ không biết họ đăng ký cái gì. Ổng rất là rõ ràng, ổng trình bày 1, 2, 3, và sau khi điều tra thì đem hết đồ đạc của họ đi mà không có cho họ một cái gì gọi là một cái giấy mà biên bản ha, không có niêm phong. Rồi ổng làm chỉ có lấy một cái PLU mà chắc là cái nghĩa là cái vấn đề mà cái computer, cái hardware mà để làm video của họ đó, thì chỉ có một cái đó là được chữ ký của ổng, là bắt ổng ký để chứng nhận là họ lấy. Hoàn toàn toàn là mình cũng biết là không ai lấy cái gì hết đó, không có ai lấy tất cả và không có cho họ một tờ giấy biên bản đó. Rồi khi mà đến ổng nói là khi ổng lên công an là ổng làm việc đó, ổng làm việc cho tới tối 8 giờ tới tối khuya, lấy lời khai đe dọa rồi đánh đập áp đảo tinh thần và đánh đập ổng nữa và các thầy nữa. Thì ổng nói là cái đó là không được, không có nên ha, đánh và ổng còn nói xem cái năm là cô Bùi Ngọc Xuân là không có cái luật nào mà có thể đem một người đàn bà vô mà bỏ vào nhà thương rồi thoát y họ, rồi bắt họ là phải khám ở trong nó coi cái tử cung của họ là họ đã có bao giờ sanh con, chưa có bao giờ trên thế giới là một cái điều làm như vậy á. Nhưng mà công an đã làm thì đó.
Thì tôi nói khoan như, và cái người cuối cùng mà Hoàng Nguyên, thầy Hoàng Nguyên rất là nổi tiếng, anh biết không? Ông chỉ nói một, ông nói rất nhiều, ông nói tóm lại những gì mà các thầy chỉ đã nói, một người nói một kiểu. Nhưng mà ông nói một câu rất là nổi tiếng bây giờ là chơi dạy ai chơi lại, hiểu không? Có nghĩa là công an mà làm gì, ông đang nổi tiếng cái đó, bây giờ ai cũng thích câu đó là chơi dạy ai chơi lại, có nghĩa là những gì các quý vị làm đó, rồi quý vị đổ thừa tôi này kia nói là chơi dân sao chơi lại, ai chơi lại. Thì cái câu đó làm cho mọi người rất rất là buồn cười, rất là vui hay đó. Còn cái chữ mà ngu như bò, mà trong khi 3 năm trời họ bị oan ức là nào là loạn luân, cũng là cái người đó nói. Nhưng mà khi nói là một câu là ông thầy ông sư phụ tôi nói, nghĩ là ông thích đặt từ ngu như bò. Và tại vì cái phản ảnh của 3 năm rồi họ bị ăn hiếp, thì bây giờ họ ức ức, họ chỉ nói vậy đâu có gì sai đâu. Nhưng mà vì nói vậy, ông nói ông không ngờ khi mà ông đưa thư mà thưa đó, ông không ngờ đó là cái thư của ông đó bị không bị ai nhìn tới, là vì sau này ông mới biết được là cái chức của cái ông mà tiếp nhận từ quá cao ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chức ông rất là lớn, ông làm cái gì chức gì trưởng gì, thành ra những cái bức thư của ông đều bị xóa bỏ hay là không nhìn đến, thì ông mới hiểu tại sao. Dạ, ông mới hiểu tại sao, tại vì ông nói đó những câu như là, ông nói là you know, con người có tiền có chức vụ thì những người như là những người thấp cổ bé họng như ông thì làm sao mà có thể chống được đó. Thì đó là ông nói là cái câu đó, và ông rất là nổi tiếng, chơi vậy thì ai chơi lại. Thì tôi nghĩ là cái câu đó, mà đó là thầy nhất, thầy Hoàng Nguyên, thầy Hoàng Nguyên rất là lúc nào cũng tếu lắm đó, tếu lắm lắm. Thì bây giờ ha, Thanh Nha nghĩ là cái câu mà Thanh Nha rất là thích là cái câu mà họ rất là nói giống như là Liên Hiệp Quốc ha, họ nhìn vô kinh thật, vấn đề tự do tôn giáo trong Việt Nam là không phải là chuyện mà cái chuyện đó là rất là ngôn tránh những cái gì ngôn gì đó, tức là có quyền và danh chánh ngôn đó đó. Nhưng mà tại sao khi với họ thì họ được như vậy, tại vì họ đâu có làm gì, trên thế giới này đều chấp nhận. Và nhất là mà ông nói cái chữ ông đó, anh biết tại sao khi mà ông nói này tôi cứ nghĩ chà, ông này nói chắc là Liên Hiệp Quốc nằm trong, ngồi trong đó ông mới nói những câu này, tại vì ông nói rất là rõ ràng, và các thầy đều nói như thầy Trùng Dương, thầy Hoàng Nguyên, ai cũng nói câu đó rất là tự tin. Và ngay cả tôi nghĩ á, khi mà tôi nhìn mấy người tòa đó, tôi nhìn mấy người mà tòa đó, thì tôi thấy là thường thường tòa đó khi mà các thầy nói hơi nhiều hơi lâu, cái cách của thầy phản biện nó không có giống như luật sư, mặc dù là thấy các thầy nói rất là đúng nhưng mà nói dài quá, nói và nói lại nhiều lần. Nhưng thường thường là mấy ông kia cúp microphone ấy, nhưng mà hôm qua mấy ông đó kiểu nói nhưng mà không có bắt, không có la, có hét hay gì, giống như cái sơ thẩm đi không, hay là gạt qua mình bỏ qua gì đó. Thì tôi nghĩ là chắc phải có người ở ngoài ngồi trong đây, họ mới tốt đến, dạ mới tốt đến như vậy. Thật tôi nghĩ như vậy á, tôi nghĩ, nhưng mà tôi cũng không sure, nhưng mà tối nay tôi confirm được là dạ đúng rồi, họ đã có người ở chỗ trong đó. Thì những cái người này nè các quý vị, hai tây đó là hôm qua là họ cũng đi họp ở Hà Nội, rất là quan trọng, tại vì Liên Hiệp Quốc mà thành viên Hà Nội được bầu, Việt Nam được bầu vào 2023 là thành viên của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền, thì họ đã nhân về nhân quyền của cái gì tiếng Việt Nam là cái gì, United Nations đó, là Liên Hiệp Quốc đã về họp, và những người này họ có sự đại diện, chứ không phải là những người này đi họp đó, nhưng mà họ có người đại diện ở để trong tòa đó. Và không những vậy, tôi biết là khi mà cái tòa này mà có thể xảy ra như vậy thì bên nào Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu có một cái video để cho họ có cái record. Anh biết Mỹ mà, hay là thế giới nó làm gì, nó phải có cái video, mà bây giờ không cần video, nó cũng download được của YouTube để nó giữ, nhưng thường thường nó sẽ đưa nó hỏi cái transcript đó, để cho nó có một cái video đó. Thường thường là như vậy, mà nếu mà nó không hỏi đó thì nó sẽ cũng có người download cho nó. Thì tôi biết là tôi sẽ gặp những thành viên này và cùng ngồi chung bàn với họ. Tại vì thành thật Thanh Nha nói chuyến đi này đó, hôm nay là cái ngày mà các luật sư sẽ phản biện đại diện cho các thầy. Hôm qua là thường thường là trong, như Thanh Nha nghĩ là từ thương luật đó, thì các luật sư sẽ nói trước và các bị cáo sẽ nói thứ gì á. Nhưng mà này đã các bị cáo được phản biện trước, và luật sư sẽ bổ túc thêm. Thanh Nhân nghĩ như vậy, hôm qua là cái phiên tòa như vậy. Thanh Nhân nghĩ là hôm nay là những gì sẽ ra, Thanh Nhân có cảm giác đó, theo Thanh Nhân nghĩ,
vấn đề mà gọi là kháng án mà để không có tội nữa, không có vụ đó đâu. Hả? Nhưng mà hy vọng là các thầy được giảm, mà nếu mà các thầy không giảm thì cũng tốt thôi, không phải là nói là mình Thay Nha không muốn các thầy bị giảm án hay là không giảm án. Công việc Thay Nha vẫn làm và Thay Nha vẫn đi và Thay Nha sẽ gặp những thành viên này. Thì chúng tôi sẽ có nhiều chuyện để nói nữa, thì các ông sẽ hỏi chúng tôi là ơ, bạn có coi cái phiên tòa không? Tôi có, thì bạn nghĩ sao? Thay Nha sẽ nói như vậy và còn nói những thứ mà Thay Nha cần nói. Thành ra khi các thầy đứng trên cái bên trên cái trước mặt phiên tòa, các thầy phản biện ha, thì các luật sư sẽ nói vấn đề bổ túc. Thì công việc của Thay Nha không có khác gì các thầy á, chỉ có là Thay nói bằng tiếng Anh thôi. Thay Nha sẽ đứng ngày mai mấy vài ngày, ba ngày nữa Thay Nha cũng sẽ là mặc áo thiền am, mang có nghĩa là đứng lên nói chuyện và nói là cái bộ đồ nâu này nè, nó nặng ký lắm bạn ạ, vấn đề tâm linh ha. Nó chỉ là ngày xưa thành thật, Thay Nha nhìn cái bộ đồ này, Thay Nha nhìn các thầy với các cô, Thay Nha gọi là giống như là mình kính trọng cái bộ này, nhưng mà không có cảm cái không có một cái gì mà liên quan đó, mà nghĩ một ngày đó mình sẽ mặc Thay Nha không có giữ mặc cái đồ này đâu. No. Nhưng mà bây giờ Thay Nha túi hả, cái gì cũng có, muốn là có anh biết mà, nó sẽ đùa thôi. Nhưng mà cái Thay Nha có một đồ giống như là bộ đồ của Thiền Am. Thay Nha mặc quần áo là phải của Thiền Am, Thay Nha mới mặc nha quý vị. Chị Thay Nha lúc mà có bộ đồ này, Thay Nha không có bao giờ nghĩ mình mặc, chỉ nghĩ là một ngày nào đó mình làm kỷ niệm thôi. Nhưng mà Thay Nha nghĩ đúng giờ đúng giấc Thay Nha phải mặc bộ này, không phải là lần đầu tiên Thay Nha mặc này, lần đầu tiên gì, lần đầu tiên là Thay Nha mặc lúc mà Thay Nha được phỏng vấn ở trong cái đài Free Asian Radio Free Radio gì đó, cái đài đó thì và bây giờ RFA Radio Free Asia có không? Bây giờ thì Thay Nha sẽ mặc đúng, và Thay Nha nghĩ tại sao Thay Nha mặc cái bộ này, Thay Nha sẽ nói như nào. Ngày xưa cái bộ này chính là một bộ đồ nâu khiêm nhượng của các thầy các cô, nhưng mà bây giờ Thay Nha đại diện cho 30 người mà con đường đi nó bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau khổ ha, bao nhiêu sự oan ức đó, bao nhiêu cái đó, và triệu người giọt nước mắt và triệu người đứng sau lưng Thay Nha. Thay Nha bắt buộc phải mặc bộ đồ này, tuy là nó rất là to, tại vì mấy người này không có biết size của Thay Nha, tại vì Thay Nha nói là tôi bự tôi to, họ mua thiệt là to ha, mà không có người sửa Thay Nha mặc thì không sao hết đó, cứ việc mặc. Tôi là cái người nhân chứng đây, tôi là người đại diện cho 30 người, tôi sẽ hãnh diện. Và cái màu nâu này nó là một đầu rất là khiêm nhượng trong đạo Phật, màu đất nâu, nhưng mà thật sự cái màu nâu này là cái những nhân chứng của bao nhiêu giọt nước mắt đau khổ của họ. Và cái buổi tòa của họ hôm qua đã nói tới sự hãnh diện, cái buổi sơ thẩm là họ đã chiến thắng rồi, nhưng mà hôm qua họ còn chiến thắng nhiều hơn nữa. Họ nói trong cái sự mà thành thật nhất, hùng hồn nhất, họ đại diện cho chính họ, họ kêu oan, họ yêu cầu. Nhưng mà cái sự yêu cầu không để nó ông cái gì, ông tòa có nói là bạn không có thể nào mà yêu cầu được, các anh không, các thầy, các bị cáo không yêu cầu được, thì có thể nói chứ không yêu cầu được. Nhưng mà họ vẫn yêu cầu kêu cứu, tôi bị oan, các bạn nói tôi như vậy thì làm ơn chứng dùm, chứ đâu phải có làm chứng dùm như vậy như vậy. Và nhiều lần họ đã nhắc về cô Diễm My, thì dĩ nhiên mà Thay Nha sẽ nói cho các bạn nha, khi các thầy nói đó thì cái mặt của ông hắn đó, ông hướng về các thầy giống như là cái gương mặt không có được thân thiện anh hả, thân thiện hả, các mặt có vẻ như, nhưng mà từng chữ của các thầy lên là ổng đều nhìn dễ sợ, chứ nhìn cái hướng đó, tại vì ổng đang ngồi thẳng mà ổng nhìn qua một bên tay trái vậy nè. Thay Nha thấy rõ ràng là ổng nghe những lời mà cái mặt của ổng hầm, như tại vì Thay Nha chuyện rất coi kỹ, thì Thay Nha biết đó là các thầy đã chiến thắng rồi ha, đó là những người mà đang hại thầy, đang ngồi sau lưng thầy đó, họ dùng tiền, họ dùng sức mặt của đồng tiền để họ mua chuộc luật pháp ha. Hôm qua các thầy biết, mặc dù là các thầy không biết là khi về tù hoặc có thể bị bảo vệ, nhưng mà các thầy biết ngày hôm đó sống chết gì cũng phải nói trước các mặt quan tòa và tại trước thế giới, tại vì các thầy biết là Liên Hiệp Quốc có đại diện ở đó, đại diện chứ không phải là Liên Hiệp Quốc, nhưng đại diện của Liên Hiệp đến đó, hay là những người họ không cần đến đó, theo nó nếu mà họ không đến thì Liên Hiệp vẫn sẽ có người coi
họ cũng sẽ dùng giống như mình, họ sẽ cũng có người coi, và những cái luật gia, những người luật gia sẽ ngồi trên cái bàn đó với những người cố vấn và để nói vấn đề này, chính trị gia nữa. Tha Nha bảo đảm là cách làm việc của họ vậy. Thì Tha Nha rất là hãnh diện. Hãnh diện là chắc thầy chỉ có buồn là cô Cúc không được khỏe. Nhưng mà Tha Nha thấy là cô đang bị cái gì trần đài, cái gì mà bị chóng mặt á. Đó, đó thì Tha Nha thấy rất là buồn. Nhưng mà các thầy đã làm... tiền đình rối loạn tiền đình. Tha Nha sợ cái bệnh đó nhất các bạn nha. Sợ nhất cái bệnh đó. Thì cô đã bị, mà cô đã bị lâu rồi. Tha Nha biết là nghe cả bị cả... Tha Nha mới tức là tháng 10 năm rồi. Thì biết là các thầy cô bị rồi. Tha Nha sẽ nói cho các... Hôm qua là ngày của các thầy. Hôm nay là ngày của các luật sư. Và ngày mai, ngày mốt, trong vòng mấy ngày nữa thì là ngày của Tha Nha. Tha Nha cũng phải biện luận cho các thầy như vậy. Từng lời nói của Tha Nha, các thầy thì định luận về đạo pháp, hay luật đạo pháp, lý đạo pháp. Còn các luật sư thì định luận về luật, về lý. Còn Tha Nha thì là về gì? Luật và về tâm lý. Cái con đường đi là phải tâm lý hết. Tại vì trong cái phòng đó là bao 100 người của từng nước đến, hả? Thì họ đều có một câu chuyện về câu chuyện đau thương mà họ đại diện. Thì Tha Nha sẽ đứng lên mà đại diện, và Tha Nha sẽ có một cái ngạc nhiên cho họ, rất là ngạc nhiên. Anh Tiến Dũng biết rồi mà Tha Nha sẽ không nói được cho đến khi mà Tha Nha làm xong cái bộ vậy. Không nói. Okay. Anh nói là tôi không chơi với anh nữa đó, tôi nói rồi. Tại vì nó quên. Không, tôi phải nói câu đó chơi với ai chơi lại. Nhưng mà anh không nói là tại vì đó, ngay cả ông Nguyễn Đình Thắng cũng không biết, ông đang tò mò là tại sao mà tôi nói câu đó. Yeah. Thì tôi sẽ dự kiến, tại vì câu này là đó là một cái surprise nhất, và cách tôi đánh vô tâm lý của bao nhiêu người mà tôi cần sự quan tâm của Liên Hiệp Quốc. Họ đã gặp Thiền An, Bộ Ngoại giao đã gặp, Liên Hiệp Quốc cũng đã nghe vụ này và có người đại diện rồi. Thì bây giờ tôi là cái người sẽ nói, mà tôi, tại vì anh nên nhớ cái cuộc họp này cũng hên á, là tôi có 2 ngày trước khi tôi lên, 1 ngày rưỡi trước khi tôi nói, thì đó họ sẽ đã quen tôi trước, tôi sẽ làm quen với họ như là một người bạn. Rồi khi tôi đến nói là một cái lời chia sẻ vấn đề phát biểu của một người đại diện. Và tôi cũng rất là hạnh diện, mà tôi đọc một cái tin tức về tôi khi họ viết đó. Thì họ viết trong cái để lời giới thiệu của Tha Nha Nguyễn Đỗ trong cái buổi họp này. Tôi là sẽ là một người, anh biết họ nói gì không? Tôi là một người, một nhân vật, hả? Tôi không biết tiếng Việt, anh dịch nha. Một nhân vật trên thế giới này chỉ có một thôi, đại diện cho Thiền An bên bờ vũ trụ. The only one in the world to represent Thiền An. Đó là một, tôi không ngờ cái chữ nó to đến như vậy. Thì có mình tôi chứ ai nữa. Nhưng mà họ viết như vậy. Họ viết vậy đó cô. Vậy là giờ tôi tưởng nói tôi chứ. Không phải là anh. Anh là partner của tôi. Chúng tôi ta dạ. 10 đứa trẻ ở đó. Tại vì dạ đúng rồi. Đứa trẻ đó hơn là mấy công dạ. Bà kia. Vậy thôi. Dạ không. Tôi chỉ nói là được một người trên thế giới là chỉ đứng ra mà nói trên tiếng nói cho họ, tiếng nói của những người không có tiếng nói. Có nghĩa là tôi nghe cái tôi đọc cái tôi cũng hơi ngạc nhiên, tôi bảo wow, có vẻ là hơi đề cao quá. Nhưng mà ngồi suy nghĩ là chứ tôi nghĩ là chỉ có mình tôi trên cái giấy tờ ủy quyền thôi hả. Rồi xong là tôi cũng đi lên đi xuống từ nước này nước kia, đi chỗ này chỗ kia, tiểu bang này tiểu bang có cửa. Thì bây giờ trên cái statement của họ là tôi là một người đại diện trên thế giới và chỉ có một người này thôi, thì tôi cũng rất là vui. Nhưng mà các bạn biết mà, khi mà các thầy đã là những cái phản biện mà hùng hồn như vậy, và các luật sư sẽ đứng sau lưng bảo vệ ha? Và Tha Nha cũng phải làm như vậy. Thành ra cái sứ mạng của Tha Nha, khi mà các thầy xong, Tha Nha vẫn tiếp tục làm và vẫn tiếp tục làm. Các thầy có bị trong tù ra, Tha Nha vẫn tiếp tục làm. Và những con đường đi bây giờ không là còn những cái cửa bé như ngày xưa nữa, mà những cái con đường đi thành những cái cửa rất là lớn. Lớn không phải là mình không với tới được bạn. Lớn, làm cái gì lớn thì nó cũng đòi hỏi cái sự cố gắng và cái sự mà... cái gì anh nhận là improvement là cái gì, mình học hỏi nhiều hơn, mình phải đạt tiến và
tiến bộ và phát triển hơn. Cô Tanya cũng 11 tháng về trước thì có thể biết rất là ít. Cô Tanya bây giờ cũng không biết nhiều lắm, nhưng biết nhiều hơn 11. Nhưng mà khi đã vô cái cửa đó rồi, cái lời của Tanya viết, Tanya nói, Tanya phải còn suy nghĩ là mình nói thế nào, cái cách nói mình là phải cách nào để cho mình nhìn vô cái mắt họ. Mình khi đi xuống, họ sẽ ngồi nghĩ lại, wow, cái cô này của mình sẽ không bao giờ quên cái bộ áo màu nâu hết, và mình sẽ không bao giờ quên những gì cô nói hết. Bởi vì có nhiều người mặc áo rất đẹp ngày hôm đó, mà Tanya, những ngày đầu tiên Tanya mặc áo rất là đẹp, tại vì Tanya là cái người mà rất là international, vấn đề đi làm, đi gặp người ngoại quốc, Tanya, bộ ngoại giao, Tanya làm, không biết cái Việt Nam gọi là gì, international business phải gì? Quốc tế về thương mại. Dạ, doanh nhân thế giới. Thì khi mà mặc cái bộ đó là mình đi làm, từng cái bắt tay của mình nó quan trọng lắm, cơ, từng lời nói của mình quan trọng lắm. Nhưng mà cái buổi quan trọng của ngày mai, 3 ngày nữa thì nó quan trọng mà. Nó quan trọng giữa 30 linh hồn, ha? Quan trọng giữa đứng bao nhiêu người mà để xin được 30 cái ticket để dẫn họ đến một cái bình, một nơi mà họ cần phải đến, một nơi mà có cái sự tự do về tôn giáo, về cái lời nói, và các em có cái sự tự do bay nhảy học hành ABC và hát những gì mình muốn hát, hay đọc bài nhiều, đọc bài kinh mà không có bị sự cản trở, bị kỳ thị nào, là hai chữ loạn luân mà họ sẽ không giờ rửa sạch. Đó, có một người hỏi tại sao mà tôi hơi dùng một cái chữ mà Thanh Nha quyết tất là hay dùng chữ, và tại vì Thanh Nha nghĩ khi mà cái chữ mình dùng nó phải đánh lên cái tiếng, cái hình ảnh cho người ta rung động bằng lời nói, không phải là lời nói nhưng mà cái hình ảnh. Thì Thanh Nha dùng một cái chữ này mà có nhiều người đã hỏi Thanh Nha là tại cái này không đúng, nó không, tôi nói rất đúng. Cái chữ mà diệt chủng về tâm lý ha, thì họ nói là cái đó diệt chủng là làm sao người ta làm diệt chủng, nó không có đó các bạn. Bằng chứng diệt chủng về tâm lý. Nhiều chủng tâm lý không có còn giống như ngày xưa mà các bạn bị gác trong cái đời Hitler đó, bỏ trong gác chamber rồi ngộp thở rồi chết đó, hay là bị súng bắn, hay là bị giết, bị nói, cái không có gì đâu. Nhiều chủng tâm lý là chỉ cần có hai chữ thôi bạn, dùng rất là đúng. Hai chữ là chữ gì? Hai chữ là loạn luân. Bạn có bao giờ nghe trên thế giới này nói ai mà bị loạn luân? Có thể sau lưng tôi giống gia đình, chưa có bao giờ mà ba thế hệ đều bị cái tên này. Đó là cả nhà sẽ nói là cái chữ mà, và thứ nhất họ, cái những cái người mà tấn công về nhiều phía lắm. Việt Thiền Am đâu phải là một Việt Nam ông Nguyễn ông thích tập tự nhập từ đâu, mà còn nhiều người đánh xã hội đen nè, YouTube bẩn nè, người ta bỏ tiền để diệt mấy người này, người ta bảo là cái gì đó, cái gì tiếng Việt Nam gọi là, người ta hay nói cái câu gì, xóa sổ. Cái chữ xóa sổ, Thanh Nha có nhiều người Việt Nam hỏi Thanh Nha, Thanh Nha xóa sổ, các bạn biết xóa sổ là cái gì, phải không? Là để cho nó disappear cái cõi đời này. Exactly, đúng rồi. Thì bạn hỏi tôi nói cái gì sai, tôi dùng cái chữ rất là to, có thể bạn chưa bao giờ nghe, nhưng mà trên quốc tế sẽ hiểu tôi nói cái gì. Nếu mà về tôn giáo, mà những chính trị gia hay là vấn đề tôn giáo, luật gia về tôn giáo, họ sẽ hiểu tôi nói cái chữ rất là to về diệt chủng tâm lý, là vấn đề mà tiếng nhân gian nói là cái gì đó, anh đã nói gì đó, cái tiếng nhân gian bình thường là nói là dẹp sổ đó. Thì cái chữ tôi nói là chữ xóa sổ, cái chữ mà gọi là đúng của trên quốc tế là vấn đề diệt chủng, vấn đề tâm lý, mà không cần một viên đạn. Mà bây giờ YouTube các bạn thấy không, họ làm giàu trên cái xương máu đau khổ của Thiền An. Bây giờ nói YouTube tốt đi thì mình không nói. Những YouTube mà chỉ cần lên nó chữ Thiền Am một cái là họ có yêu điên. Và họ lợi dụng, họ đã ăn trên xương máu của người ta, nhưng mà họ lại quay lại trà đạp người ta. Biết mà tại sao mà tôi chưa có bao giờ có YouTube, không phải là tôi không có đâu. Tôi có một cái kênh nào 2017, tôi có một cái kênh này. Tôi không biết tại sao tôi có, mà Thanh Nhân Nguyễn Độ có cái kênh này. Nhưng tại sao tôi không làm, không phải là tôi không biết làm. Nếu mà tôi muốn làm, tôi không bây giờ, nó chưa đúng lúc là tôi đang đại diện cho Thiền An. Thế tôi sẽ không có bao giờ mà muốn đem cái Thiền An ra là cho Thiền An nói là tôi là Thiền An. Thanh Hồng là Thiền An thật, Thanh Nha là Thiền An. Các bạn thấy các thầy nói chuyện không? Nhỏ nhẹ,
đâu ra đó đàng hoàng. Thế tha nhân cũng vậy, không phải là nó tha nhân, nhưng mà phải có một cái sự duyên, cái gì đó. Chúng tôi có phải là khác thế hệ, tôi lớn hơn các thầy, các cô, nhưng mà tôi có một cái duyên gì với họ, mà tôi có thể là một cái dấu hạt giống cũng giống như họ. Nhưng mà tôi không phải là người Thiên Nam, tôi chỉ hiểu được cái tâm sự của họ. Và tôi biết các thầy quá giỏi, tôi đã làm việc với các thầy, nên tôi không ngại mà hy sinh cấp một. Tôi đã nói một mạng đổi 30 mạng, vì tôi biết là tôi không có thời giờ dài, các thầy có thời giờ dài hơn tôi, thì để nhường lại cho các thầy. Tại vì các thầy có thể giúp đời, giúp người. Tôi nói với, tôi sẽ nói với trên thế giới Mỹ này, khi mà các bạn, mấy người qua đây, các bạn sẽ không bao giờ lầm được đâu. Tại vì trên thế giới này cần sự hòa bình, cần sự yêu thương, cần sự bớt chiến tranh. Bây giờ có 30 người này, họ là những cái hạt giống rất là tốt để họ qua bên nước, những cái nước, nhất là nước Mỹ, để họ cái hạt giống này được nở nang ha, để cho các bạn họ được học hỏi, để họ dạy, họ đi vào cuộc đời, để họ giúp đời. Các em bé này nếu mà tôi còn sống được thì tôi sẽ bảo đảm tôi sẽ dẫn các em bé nào vào trong những Liên Hợp Quốc và những chương trình của thiếu nhi, để các em bé này học được thấy nào là mình lại mình đã được cứu, thì bây giờ mình trở lại mình học hỏi những cái gì cho những chương trình thiếu nhi, cho các em bé sau này sẽ là những thành viên đi cứu đời. Họ đã giỏi vấn đề đó rồi. Bây giờ họ là trong những người mồ côi mà bị đánh đập, bị chà đạp bởi xã hội của Việt Nam. Mà họ là cái người Việt Nam, sanh ở Việt Nam, mà họ sự kỳ thị vì tôn giáo, thật sự là vì tôn giáo. Và cái thứ kỳ thị thứ nhì mà các bạn nên nhớ, 2 triệu mấy người subscriber, đó là một cái vũ khí mà tại sao người ta phải diệt họ hoàn toàn. Đó là các bạn, mình đứng sau lưng, mình yêu thương họ, nhưng mà cái vũ khí họ có mà họ không biết là chính tình thương của chúng ta mà phải làm cho những cái hội đoàn nào đó không thích họ, diệt họ là vấn đề đó. Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được để cho Thiền Am được nổi tiếng, không phải là vấn đề năng, mà họ được nổi tiếng là vì cái tình thương của những người fan của họ cho. Thầy tôi nghĩ như vậy. Thì Thanya sẽ nói, Thanh Nhân không bao giờ nói là mình làm một cái gì, mình phải đứng hùng biện cái gì. Nhưng mà thật sự các thầy, các bạn thấy là các thầy hôm qua không? Thì Thanh Nhân đã làm như vậy 11 tháng rồi. 11 tháng đứng trên trước các tòa của nhân quyền, các tòa của nhà thờ để xin, để hỏi, để học, để cầu cứu. Thanh Nhân lúc nào cũng phải mặc áo giáp, ngày thứ hai nó mặc áo giáp không? Thì đó là công chuyện của Tha Nhau vẫn tiếp tục, mà bây giờ nó lại lên những một cái level cao hơn nữa. Cái ngôn ngữ của Liên Hợp Quốc nó không còn là cô Tha Nhau ngày xưa nữa, mà Tha Nhau phải học hỏi và trau dồi. Trước khi mà lên mà nói đó, thì phải góp bài để cho người ta duyệt, đúng không? Người ta duyệt, tại vì phải duyệt thì mình mới lên nói được có đúng đề tài hay không. Họ đưa cho mình đề tài, mình phải nói cái đề tài đó. Và cái đề tài kỳ này là những cái hate speech đó, là cái chữ gì anh tiếng Việt Nam, hate speech là những ngôn ngữ mà thù ghét, những ngôn ngữ thù ghét, hate speech đó. Thì cũng như các bạn thấy những YouTube vẫn là dùng hate speech cho Tha Nha nè, họ dùng rất nhiều hả? Họ không biết gì Tha Nha, nhưng mà họ có một cái chương trình giống như là họ nói giống nhau mà toàn là sai không à nha, nói giống nhau. Thì cũng như là cái ngôn ngữ thù ghét này, Tha Nha sẽ nói rất nhiều trong cái buổi họp 3 ngày, buổi họp 4 ngày gì đó. Và Tha Nha cũng sẽ đi qua Thái Lan. Cái sự hãnh diện của Tha Nha là như vậy nào. Tha Nha không phải nói là Tha Nha hãnh diện cái gì, nhưng mà hôm bữa Tha Nha bị Covid, không nói rồi đó, 2 tuần bị chạy trong Covid, không ra khỏi nhà, không làm, không ăn, không uống, không gì. Chỉ có là có một người bạn tâm linh đó, cô đó gọi là bà Tám tâm linh, không phải là cái tên. Tại vì cái gì bà không biết về tâm linh, bà gửi bài cho Tha Nha đọc. Thì Tha Nha mới biết là mình rất là thích kiến phạm. Ngày xưa ta nằm đọc kinh tiếng Phạm, không thích cái nào á, không có cái gì mà gọi là hấp dẫn á, nhưng mà sau này khi mà ngồi được 2 tuần ở nhà thì mới hiểu cái mật chú của tiếng Phạm là thế nào. Nó rất là mà tâm linh lắm cơ. Mà Thanh Nha có cảm giác là Thanh Nha lại yêu cái tiếng Phạm này, thì Thanh Nha bắt đầu học ha. Thì khi mà mình học làm như cái đầu của mình nó mở chìa khóa đó, thì là nghĩ đến đi cúp đời cứu thức, đi qua Thái Lan. Mà cô mấy người biết là Thanh Nha mới bị Covid xong mà là còn bị cancer nữa, thì
thì làm sao mà chạy vòng vòng như vậy. Nhưng mà Kha Nhân nghĩ sao, biết không, mình đã qua cái bên đó rồi thì tại sao mình không đi thăm những người mà họ không có tiếng nói, họ đang kẹt ở Thái Lan, thì tại sao mà mình không ghé lại Thái Lan, mình coi thế nào, mình cứ tuy là không giúp được gì, Kha Nhân đã rất là thiền an, là Kha Nhân không có còn mà suy nghĩ được cái gì hết, nhưng mà có thể là chia sẻ với các bạn, chúng ta toàn là người tị nạn, thì các bạn sẽ cảm nhận được. Ngày xưa các bạn mười mấy năm về trước, các bạn cũng ở Phi, ở Hồng Kông, hay là ở Thái Lan, Campuchia gì đó, thì Kha Nhân hy vọng là sẽ gặp những người đó, và Kha Nhân nói với anh Tiến Dũng là có thể là mình sẽ làm một cái live, không phải livestream nhưng mà cái gì đó cũng giống như hôm nay nè, thì có thể là những người đó có thể cho những cái tâm sự của họ, là những người Việt Nam ở Thái Lan đã được quên lãng, thì chỉ nhắc nhở cho chúng ta là mình đã may mắn thì mình nên nhìn lại để mình nắm tay những người này, giống như vậy. Thái Nhân không kêu gọi, không kêu gọi, Thái Nhân chỉ nói là Thái chỉ là một con chim bồ câu đưa tin thôi. Thái Nhân thật sự nếu mà gọi là chim bồ câu thì rất là đúng, tại vì Thái Nhân chỗ này chỗ kia lấy tin tức đó. Và hôm nay Thái Nhân chỉ muốn nói là Thái Nhân sẽ tiếp tục con đường này và hãnh diện khi mà đứng sau lưng các thầy, đứng sau lưng các bạn, là để đại diện cho một gia đình 30 người. Thái Nhân bảo đảm các thầy đi về tối hôm qua, các thầy ngủ rất là ngon, tuy rất là mệt, tại vì các thầy đã một lần nữa được thế giới để ý đến. Và không phải là người Việt Nam mình trên thế giới nữa, mà Liên Hiệp Quốc đã lắng nghe, vì các thầy nói rất là hùng mạnh. Tại vì các thầy muốn nói ra tất cả những cái sự oan ức của các thầy, thì Thái Nhân lúc nào cũng đứng sau lưng các thầy. Các thầy biết mà, các thầy biết là Thái Nhân, cô Thái Nhân đã nhìn hôm qua, đã nghe rất nhiều. Nguyên cả đêm các bạn không ngủ. Lúc mà đầu tiên mà cái cuộc gì sơ thẩm á, thì Thái Nhân chỉ coi phân nửa, coi nhức đầu á, không nghe, không nói gì á. Nhưng mà hôm qua Thái Nhân coi hết các bạn. Và hôm nay sẽ coi tiếp, và Thái Nhân sẽ chắc không ngủ đâu, chắc coi tiếp xong rồi thay quần áo rồi đi ra ngoài airport, đi ra ngoài phi trường 4 giờ sáng này á. Thì Thái Nhân chỉ nói là Thái Nhân chỉ còn có mấy tiếng thôi đó hả? Vì đúng rồi, tôi mới dịch xếp vali, một cái vali toàn một cái vali, tôi đi thường có carry on không, tôi tới hai cái vali toàn là giấy tờ thôi, mà giấy tờ gì mà quá trời quá đất luôn. Anh nhớ bao nhiêu photocopy tôi phải làm không, rồi sách này sách kia tôi phải in ra. Trời ơi, anh cô hôm qua tôi coi được cái bài mà tôi đã góp cho ở bên Thụy Sĩ, các bạn, tôi đã khóc khi tôi coi lại quyển sách đó 46 trang, 46 trang giấy, mà khi mà tôi đọc lại đó, khi mà tôi viết cái bài này, tôi đưa cho ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng để ông làm quyển sách đó, thì tôi giống như cái máy lúc đó mình chỉ đưa cho mình coi cái này mỗi ngày, coi cái hình những cái thầy cái mỗi ngày 3 năm đây cái sự đau khổ. Nhưng mà hôm qua khi mà tôi làm photocopy, tôi lại coi từng cái, tôi không thể nào mà không cầm nước mắt được. Bởi vì khi mà tôi nói, tôi sẽ có những cái biện luận mà tôi phải làm cho người ta rung động với những bức hình này đó. Và tôi không có nhiều thời giờ mà tôi sẽ dùng những cái gì, giống như là hồi tối hôm qua ông Nguyễn Đình Thắng, mà sáng nay ông có nói với tôi là chị ơi, chị có thêm giờ này, chị có muốn thay đổi cái chương trình chị không, tại vì người ta cho chị thêm giờ, chị có viết thêm hay không. Thông nói không, tôi không viết thêm, tại vì có những gì tôi sẽ nói, tôi viết đủ rồi, tôi sẽ nói những câu chuyện, một câu chuyện tôi sẽ kể. Tôi đã hứa với một người là tôi sẽ hỏi, tôi đem cái câu hỏi của người này đưa cho tên Liên Hiệp Quốc, tôi hy vọng là Liên Hiệp Quốc cho tôi một câu trả lời. Và sau khi tôi họp cái này, tôi sẽ kể cho các bạn câu hỏi đó là của ai và câu hỏi là thế nào, thì các bạn sẽ rất là ngạc nhiên. Nhưng mà tôi nói đủ chưa anh? Tôi nói quá trời quá đất. Đúng rồi. Ủa, cô cũng biết vậy nữa hả? Tại vì như vậy nè, tại vì đó là cả ngày, cái hôm qua tôi không ngủ, anh biết không, tôi không ngủ rồi tôi phải sắp hành lý, tôi phải sắp. Nhưng mà tại vì cái tật tôi hay chọc, tôi hay ghẹo cô chút, để cho cô la tôi lại một chút vậy nó mới vui. Dạ không, nhưng mà cô nói tôi bao giờ là anh, tôi bao giờ dám, tôi có bao giờ dám la anh không? Nếu mà gọi là thua thì tôi thua anh cả mười mấy, theo tôi chứ trận nào tôi cũng thua anh hết. Anh rất là may mắn, anh có Nam Quang cũng hiền và anh có tôi cũng hiền, anh thấy chưa, anh đứng chính giữa thà đó, anh bảo vệ cho tụi tôi, thấy không? Trời, nhưng mà anh có hai người. Nhưng mà tôi nói nè, tôi nói các bạn biết không, hôm nay là tôi nói cái giọng tôi rất là mạnh, là tại sao? Là tại vì khi mà tôi thấy các thầy như vậy cho tôi thêm một cái sức mạnh, là những gì tôi làm không uổng,
những gì tôi không nghi ngờ các thầy đúng. Tại vì tôi đã làm việc các thầy, tôi đã nói các thầy ngày hôm qua, các thầy có thấy, các quý vị thấy là các thầy tôi đã làm việc bao nhiêu tháng nay trước khi trận đánh, là các thầy cái giọng nói các thầy mấy ổng là như vậy. Thành ra tôi thấy sự thông minh của các ổng tôi rất là nể. Khi mà tôi đi cứu mấy ổng, tôi chưa bao giờ nghĩ là đó là một chuyện là không nên làm, hay là một chuyện là bị nó gọi là waste of time, có nghĩa là chỉ tốn thì giờ. Không bao giờ, tôi rất hãnh diện. Và khi ra tôi không gặp thầy bao nhiêu tháng rồi, khi mà tôi gặp ổng thì tôi cảm thấy trời ơi, tôi thấy các thầy gầy quá, tôi rất là đau lòng, rất là gầy. Thấy thầy đau, thầy hình như là thầy nhân viên đang bị đau bụng, như tôi thấy mấy ổng là đang bị đau bao tử chứ không có gì hết á, chứ không phải đau bụng gì. Thiền An bị đau bao tử rất nhiều, thành viên Thiền An bị đau bao tử rất nhiều. Họ sống trong sự lo lắng hàng ngày các bạn, thành là cái bệnh nan y của họ. Anh biết là nói vấn đề buồn cười, tôi phải gọi về gà lang thang đi mua mọc từ bên Florida mà gọi về rừng nhé, gà lang thang sống trong rừng mà gọi alo alo. Là ông nói tôi trên rừng tôi không có nghe được đâu, ngày mai tôi về thành phố thì người này gọi lại cho tôi. Thế mà những cái mật này đã giúp cho các thầy các cô đỡ loét bao tử đó các bạn. Lớn nhỏ, lớn mấy cô lớn thì loét bao tử, còn mấy cô nhỏ thì cũng bị loét bao tử. Tại vì sao? Sống trong cái sự mà lo lắng đằng đọc như vậy thì tâm lý của họ bị ảnh hưởng. Họ có mạnh cách mấy, thân thể họ gầy gò như vậy thì làm sao mà ngày này tháng nọ tôi không đau lòng tôi được. Mà tôi buồn cười lắm, dân Mỹ không nói tiếng Việt Nam giỏi mà gọi về gà thăng thang. Và tôi cũng buồn cười cái ông này lắm. Nhưng mà giờ chúng tôi biết cách nói chuyện với nhau rồi, ông biết tôi cần cái gì rồi, thấy không? Nhưng mà mình có nghĩ không là tôi chiến đấu cho Thiền An tại vì tôi yêu họ, mà không phải là tôi yêu họ là tại vì họ là con người được yêu, đáng được yêu. Tôi yêu họ là tôi yêu cái lý trí, cái con đường họ đi. Tuy là tôi không có hiểu về đạo của họ, nhưng mà tôi kính trọng họ là tại vì tôi thấy cái đạo này họ kính trọng là Thiên Chúa nè, Tin Lành nè, rồi đạo Anama gì của người Hồi giáo nè. Họ biết, họ là biết về đạo trên thế giới. Khi mà tôi nói chuyện với thầy Nhất Nguyên, tại vì tôi phải dịch cho ổng đó, những cuốn sách mà từ những gì ổng từng viết, ổng muốn dịch đó. Thì các bạn có biết là tôi hãnh diện khi nào mà tôi định giúp cho ổng hay không? Nhưng mà ổng hơi khó tánh nha, ổng này rất là khó tánh. Đôi khi ổng còn la tôi nữa, ổng bảo tôi làm việc chậm, chậm quá đi. Trời đất ơi, anh có nên nói, mình có nên nói, tôi có được phép nói cái vụ mà cái cưỡng sinh đó, anh muốn nói không? Tôi được phép nói đó nha. Cái đó là tùy cô ha, rồi tôi không có ý kiến là được hay không. Thôi tôi không nói đâu, tôi không nói. Thôi để khi nào mà đúng giờ mà cái dịp nào, đúng rồi. Nhưng mà tôi chỉ nói là tại vì hôm nay có người hỏi tôi câu đó thì tôi đã được phép trả lời. Thì tôi chỉ nói như vậy nè, có đến lúc đến giờ thì mình nói nha. Trời ơi, tôi nói cho mấy bạn nha, khi mà cô Tha Nha từng phải nói tiếng Việt mà nhà quê ha, cũng biết nói nè, thành tỉnh cũng biết nói nè, tôi giỏi lắm nha. Tôi ngày xưa tôi ở Việt Nam, ở Trà Vinh đó, kẹt là tôi không biết nói trong cái giấy tiếng niên đó đó, nhưng mà giờ tôi quên rồi, tôi giỏi lắm. Nhưng mà tôi nói vậy thôi, bây giờ trước khi tôi đi thì tôi muốn nói với các quý vị, tôi rất thương yêu các bạn lắm nha. Tôi rất thương yêu các bạn vì các bạn yêu thương Thiền An. Đó. Và tự nhiên là thương anh Tiến Dũng, anh Năm Quang và tôi nữa, tự nhiên rồi. Đó. Nhưng mà hôm nay thì mình nói hơi nhanh. Anh biết chọc quê tôi đi. Anh chọc quê tôi đi. Hôm nay... Dạ. Rồi bây giờ cô thì... chuẩn bị chưa? Bây giờ bên đó đang là 12 giờ, 11 giờ mấy, gần 12 giờ. Mà ngày mai 4 giờ là cô phải bay sang Indonesia. Dạ, mà tôi còn một cái hành lý nữa. Tôi bây giờ tôi nói nghe nè, những là 20 mấy 30 tiếng đồng hồ đó, cho nên cô giữ sức khỏe nha. 33 tiếng đó các bạn, 33 tiếng đó. Đó, tôi nói thiệt nha, tôi không có phải là tôi sợ máy bay, mà tôi không thích đi máy bay mà lâu đến như vậy, tôi mệt lắm. Biết không? Chân cẳng tôi phải ngồi bó bó. Mà người như tôi là ngồi bó bó là mặt sưng hết, bụng sưng, em bự bự hết đó. Tôi sợ lắm, biết không? Đó, tôi hy vọng là tôi thượng lộ bình an đủ hết. Và tôi hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chuyện gì có xảy ra cho tôi, bạn nhớ nè, chuyện gì cũng có thể xảy ra và không thể. Nhưng mà chuyện gì xảy ra, cô Tha Nha sẽ chấp nhận. Tại vì tôi chưa bao giờ đi sai đường hết. Con đường này tôi đi, mặc dù nửa đường, một phần ba đường. Với cô thì cũng đã có Nguyễn Đình Thắng tiếp tục cái công việc này. Ngày xưa lúc mà chưa có nhân vật Nguyễn Đình Thắng, tôi rất là lo.
tại vì tình trạng của cô rất là đang bệnh hoạn đó. Thì cô có nói với tôi là dạ. cô chỉ mong cô được cô sống cho tới ngày cô gặp họ ở bên đây. Đúng rồi. Đúng Nhưng rồi. mà cái lúc đó thì chưa có ông Nguyễn Đình Thắng xuất hiện. Tôi rất là lo, tôi nghĩ là nếu mà cô bỏ cuộc, cô không phải bỏ cuộc mà là do cái hoàn cảnh nào đó mà không ai đi tiếp được thì không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà có Nguyễn Đình Thắng rồi, cô cứ yên tâm, cô tiếp Không, giờ tôi sẽ nói một câu nữa. Nguyên, tôi sẽ nói một câu này ha, theo sự mà tôi biết được. Ông tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nhiều, ông là một con đại bàng mà phải lo cho bao nhiêu cái tổ chim, những cái bảo vệ cho bao nhiêu con chim ở gần ông. Là ông là như vậy. Thì Thiền Am chỉ là một con chim mới vô trong cái tổ của ông thôi. Ông không thể nào đứng ra, ông có thể là cái người đứng ra đại diện, tại vì khi mà những người Bộ Ngoại giao Liên Hợp Quốc là bạn cũng là tôi giỏi lắm mà, tôi đâu có nói, tôi là chỉ là người đại diện Thiền Am, nhưng mà ông là một con thuyền lớn đưa tôi đến đó nói chuyện với họ. Ông là cái con thuyền đưa tôi đến gặp những người này, thì tôi hy vọng là khi tôi không còn nữa hay chuyện gì xảy ra cho tôi, thì tôi hy vọng là ông sẽ nghĩ đến cái tình mà tôi đã từng năn nỉ. Anh có bắt đi tôi nói gì với ông ngày xưa không? Khi mà ông mới biết tôi, mà ông bắt đầu biết cách làm việc của tôi rồi đó, thì tôi mới nói con, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái nói chuyện, tại vì ông Nguyễn Đình Thắng rất là giữ trẻ, ông rất là professional. Ông mới nói chuyện với tôi nhưng kiểu chứng dụng với tôi đâu. Ông nói chị này, chị kia rất là lịch sự. Mà tôi đã nói với ảnh như nào? Tôi nói nè, anh nè, tôi muốn nói chuyện anh chuyện này. Tôi chỉ muốn anh biết là cái ý nguyện của Tha Nha không phải là chỉ đại diện cho Thiền Am, mà Tha Nha muốn Thiền Am qua bên Mỹ. Tha Nha muốn nói cho anh biết đây là cái ý nghĩa của Tha Nha. Và Tha Nha sẽ nói với anh khi nào mà chuyện gì xảy ra cho Nha, Tha Nha hy vọng anh tiếp tục cái sứ mạng của Tha Nha. Hả? Tại lúc đó ông đâu biết tôi bệnh đâu. Sau này ông mới nghe người ta nói đọc báo mới nghe tôi biết là tôi bệnh đó. Thì khi mà ông biết như vậy thì tự nhiên tôi cảm giác là ông nói với tôi không thể nào hứa với chị được. Hả? Cái gì nó có duyên nó sẽ đến. Nhưng mà tôi đã từng nói với ông không, anh giúp tôi. Nếu mà tôi không đi hết con đường này, anh nên nghĩ cái tình của tôi và cái sự cầu khẩn của tôi là anh nên nhớ là tôi yêu cầu anh giúp cho Thiền Am qua bên Mỹ này. Mà nếu mà tôi còn ở đây thì tôi vẫn đi con đường đó, tôi vẫn gần gõ cửa, tôi hy vọng anh sẽ chỉ hướng cho tôi. Nhưng mà ông nói với tôi chưa bao giờ hứa được nha cô. Đó. Thì bây giờ nói như vậy nè, đó là con đường Tha Nha đi, Tha Nha đã chọn với tất cả trái tim mình và cái lý trí nữa, chứ không phải là tại vì các thầy giỏi, các cô hát hay là tôi chạy theo nha các bạn. Tại vì họ là những người bạn đã thấy vào tối hôm qua rồi, thì họ cần sự giúp đỡ. Những người như vậy không nên bị ở tù mà bị dùi đạp như vậy đó, và không có tương lai ở Việt Nam. Nếu mà Việt Nam mà thương yêu các thầy ha, mà cuộc sống thầy bảo đảm mạng sống, thì tôi không bao giờ mà nói là tôi sẽ lo giấy tờ bên này được thế đó. Nhưng mà tôi biết chuyện nó không xảy ra, thì tôi mới quyết định là tôi sẽ đi con đường đó. Các thầy đâu có biết được tôi đang làm ở đó. Sau này thì thầy ông nội mới biết thôi. Hả? Ok, như vậy là tôi còn một cái vali nữa. Tôi không biết làm sao tôi có thể bỏ make up tôi vào trong cái vali này. Cái vali kia là quá trời đồ luôn đó. Khi mà đi họp đó, chứ tại sao không? Thường thường tôi đi đâu cũng vậy. Tôi không cần quần áo nhiều đâu. Tôi mặc cái áo này, cái quần kia rộng qua lộn lại như vậy. Nhưng mà đi cái cuộc họp này toàn là chất lớn đó mà. Ai cũng mặc đồ đẹp. Tôi phải có bao nhiêu cái áo trời. Tôi quá trời đồng áo. Tôi phải đem theo. Tôi không biết làm sao bây giờ đây. Đó. Ok. Bây giờ tôi nói điên nó khùng được rồi. Bây giờ mình đi coi cái thầy nhá. Ok. Cô đi. Tôi có vài lời chút xíu nữa. Cô muốn ở lại cô nghe thì có ở lại. Được. Cô vô cô trả lời với mọi người đi. Không, tôi nghe anh. Bây giờ anh muốn tôi cúp thì anh tôi nghe anh nha. Dạ rồi. Xong rồi cô trả lời mọi người đi. Người ta đang thương cô quá trời kìa. Để tôi đọc thử coi. Rồi, ok. Thì bây giờ cho Dũng có một vài okay. tiếng trước khi mà mình kết thúc buổi talk show hôm nay, để cho quý vị trở lại coi cái phiên tòa. Bởi vì ngày hôm nay mới là quan trọng hơn ngày mai. Những cái số phận mà sẽ được định đoạt trong ngày hôm nay. Thì thưa quý vị, cho Dũng có một ít những cái ý kiến là như vậy. Thật ra đó là ngày hôm qua Dũng nhất định Dũng không coi cái phiên tòa đó. Thứ nhất là mình không muốn thấy những cái cảnh tượng đau lòng, những cái mà các thầy bị chèn ép, hay là những người luật sư lại là như là cái phiên tòa trước ngớ ngẩn ngu si, mà như là có một cái
bài bản đã sắp đặt trước cái gì đó thì đó chỉ là một hình thức tẩy chay, tôi không coi. Nhưng mà tôi sẽ coi sau đó. Thì nếu mà nói về nghe thì Dũng nghe chưa hết, nhưng mà Dũng nghe rất là nhiều người khen các thầy. Ủa cô còn đó không vậy? Tôi đang ngồi đây nè. Ok, tưởng đâu là cô chưa xe bay, cô phải ngồi đó nha, rồi cô lên cô ngồi cô Không có đâu đâu, tôi rất Cô là biết trung đó thành với thì anh, tôi rất là trung. tôi cũng muốn là khi mà tôi nói có con ngồi nghe thì tôi yên tâm. Yên tâm là sao? Yên tâm cũng giống như mấy ông thầy ngày hôm qua, ông nói nhưng mà lần này ông mạnh mẽ hơn những lần trước. Bởi vì những lần trước ông chưa biết là thế giới vô hay chưa, bởi vì cái phiên tòa xong rồi mới tới có thụy sĩ, thì thụy sĩ rồi mới có các ngoại giao, bộ ngoại giao này thế nọ, rồi tên của thiền am được nêu lên cho toàn thế giới biết. Thì đó chính là sự yên tâm khi mà mình nói mà có người partner hay có những cái người cùng đồng hành với mình. Và ngày hôm qua tôi thấy đó chính là cái sự tự tin, là ông cứ việc nói hết và ông biết rằng những điều các ông đã nói, các luật sư nói sẽ là bằng chứng trước tòa, sẽ là được dịch sang tiếng Anh toàn bộ để trong cái buổi hội nghị vào vài ngày tới nè, là sẽ được trình lên để cho thế giới xem xét về cái phiên tòa này. Thì trong đó có sự yên tâm, trong đó có cái sự mà yên lòng và tự tin là đã có người backup. Và ngày hôm qua chính là cái ngày một sống một còn, bởi vì khi mà cái phiên sơ thẩm thì sẽ còn có cái chống án, còn bên này là đã phúc thẩm rồi là không có chống án, tòa xử làm sao thì phải chịu như vậy, thả thì thả, không thả thì vô tù bao nhiêu năm hay là như y án như thế nào đó thì không biết. Thì tại sao trước khi mình chết mình không phát huy tất cả, nói hết tất cả những cái gì mà mình cần nói để mình hoặc là cứu được mình, còn hoặc là không cứu được thì cũng thuyết phục được cả thế giới. Tôi đúng đúng không cô? Đúng rồi, Thì đúng ngày rồi. hôm qua tôi coi hình thì tôi thấy có một cái tư thế mà của một cái thằng bụng bự mà nó ngồi ở trên cái bàn gì đó, nó rất là phản cảm. Và ngược lại đó thì các thầy này đứng hiên ngang dõng dạc để mà nói, thì đó chính là cái tư thế đó cô. Tôi quan trọng cái tư thế đứng vô cùng luôn, đứng cao, ngẩng mặt nói, và đó chính là cái khí chất đó cô, đó chính là cái khí chất của người quân tử. Tôi không phải là cái người fan Thiền Am, tôi cũng như cô, tôi không phải, tôi mê giọng hát của họ vì họ đoạt giải họ này và họ vì họ nọ thế này thế nọ, mà tôi chỉ xuất hiện vào cái đúng lúc mà họ bị đau đớn nhất trong cuộc đời họ. Thì ngày hôm qua tôi thật sự nhìn những tấm hình đó, nhìn những cái hình ảnh mà họ đứng đó, họ dõng dạc họ nói đó, thì tôi rất, cái phần ngưỡng mộ của tôi nó tăng lên rất là nhiều. Và tôi ngạc nhiên thì tôi không, là bởi vì sao thưa quý vị? Từng đứa trẻ ở trong thiền am cũng đã tự nó một mình nó đứng nó diễn thuyết. Các bạn có muốn tu tại nhà không? Các bạn có muốn tu mà không xa cha mẹ không? Như Đúng vậy rồi, thì đúng rồi. đó, các bạn cứ nhìn những cái chú tiểu đi 3 4 tuổi mà còn như vậy, huống chi là những người mà đã sống với ông Lê Tùng Vân ba mươi mấy năm, thì cái tư thế và cái sự dõng dạc và sự thông minh khôn ngoan của họ còn tới cỡ nào nữa thưa quý vị. Cho nên nếu mà nói tôi ngạc nhiên, tôi không ngạc nhiên, bởi vì tôi đã nhìn thấy đức tâm, pháp tâm, rồi cái những cái người mà cái gì cho có là một cái bộ phim, trong một cái video clip mà bị đọc bao nhiêu cái câu kinh gì đó, cái ông đó tên gì cô tôi quên mất tiêu, toàn là những nhân tài như vậy, toàn là những người dõng dạc như vậy, toàn là những người nhớ lời và biết mình nói gì, biết mình đang làm gì, đầy đủ lý trí như vậy, mặc dù là cơ thể của họ là đang bị stress, bị trầm cảm, bị bao tử, bị bệnh hoạn, rồi bị tù đày này nọ, nhưng mà họ vẫn toát lên cái khí chất của họ. Thì làm cho tôi và các bạn đang ngồi nghe đây, mình lại càng khẳng định rằng mình đã đứng về những người và bênh vực những người mà mình thấy đó chính là mình đã làm cái điều đúng đắn khi mà mình bênh vực và mình đứng về phía những con người đó. Bởi vì họ xứng đáng được chúng ta bảo vệ, xứng đáng để chúng ta yêu thương, xứng Đúng đáng rồi, để chúng ta đúng ngưỡng rồi. mộ. Bởi vì cái khí chất của họ, quý vị thấy đi, những con người dù cho giàu có, dù cho mặc đồ hiệu đi xe sang, nhưng mà khi ra trước tòa là khóc lóc, là khúm núm, là đứng gục đầu, là đứng chắp tay, là đứng là coi như là rất là hèn. Nhưng còn những con người đàn sau quý vị, tù đầy, chà đạp,
rồi bị tấn công, bị đủ thứ các thứ trên cõi đời này, mà nhìn cái thế đứng của người ta đi rồi mới thấy là họ hơn hẳn những cái con người mà giàu có, rồi ai giàu bằng em, ai ai giàu bằng em, ai đẹp bằng em, những tôi nói ví dụ cho vui thôi. Chứ thiệt ra là tôi thật sự là ngưỡng mộ họ rất là nhiều qua cái phiên tòa ngày hôm nay. Và riêng các cái ông luật sư đó thì thôi khỏi nói rồi, các ông đó là có tâm có tình, và ông cũng như chúng ta, ông biết ông đang đứng về cái hướng những người mà rất là xứng đáng để ông, để những người đó bỏ bao nhiêu tâm huyết ra để mà giúp đỡ họ, thưa quý vị. Rồi đó là những cái ý kiến của Dũng. Còn nếu mà ngày hôm qua mà cái ông, mấy ông này mà lắp ba lắp bập mà khóc lóc mà van xin, mà xin khoan hồng, hay là đứng sủ lơ cắn cuốc, hay là không nói được nên lời nào, hay là van vỉ, là thôi tôi là thất vọng và sụp đổ. Nhưng mà ngày hôm qua chính là dù cho mấy ông có bị y án hay không y án, hay đã ra hay như thế nào đó tôi không cần biết, nhưng mà những người ngày hôm qua là đã có một cái chỗ đứng thật sự vững chắc ở trong trái tim tôi. Rồi xong. Ý kiến. Ok, tôi cảm ơn anh chia sẻ. Và tôi có hai thứ mà tôi muốn hỏi nha. Thứ nhất là thế hôm qua tôi lên cái kênh của anh Việt Lê đó, tại vì tôi thấy là trong đó có nhiều cái kênh mà người bạn tôi đã link cho tôi cái công việc lên. Chứ tôi mới vừa lên cái ông chào tôi, cái ông cho tôi cái kèm anh, cái kèm của mấy cô, nó mới có cái kèm bự bự nè. Còn tôi làm gì cái kèm đó? Cái lê gì của anh đó. Nói chung là cô cái đó là cái gì? Cái đó là cái cờ lê quyền lực đó, nhưng mà cô chẳng cần làm gì chứ. Tại vì ở trong đó có nhiều người làm cái công việc đó thay cô lắm. Cái công việc đó là để cho những người mà vô đây mà xạo láo buông những lời tục tằn, xong rồi nói tấn công người này tấn công người nọ, thì cái cờ lê đó để đập đầu, để khóa mõm những cái đứa đó vậy thôi. Mà tôi đâu biết đập đầu ai đâu, tôi đâu biết dùng gì đâu, tôi thấy nó con cái tự nhiên vô cho tôi cái liền, tôi bảo wow, cái này là cái gì đây. Nhưng mà bây giờ cái thiên nhiên tôi muốn nói là có một người, một cái cô, anh nhớ cái cô nào mà bữa đưa từ nhờ tôi là qua bên Thái Lan là giúp đỡ cho các người tị nạn bên Thái Lan, thì tôi sẽ nói với cô nha, tôi sẽ làm theo cái ước nguyện của cô nhá. Tôi sẽ qua Thái Lan và dùng số tiền đó là để giúp cho những người cần phải giúp. Nếu mà rồi đấy tôi gặp họ, tôi sẽ giúp, tôi sẽ hứa với cô nha. Đó. Rồi. Để tôi xong rồi nha. Như vậy. Bây giờ trả quý vị lại với lại cái phiên tòa ngày hôm nay. Thì quý vị ơi, quý vị cứ hãy hãnh diện, cứ hãy tự hào là những người mà quý vị đang yêu thương, họ sống đúng, họ làm đúng và họ cư xử thật là tuyệt vời. Đúng với là những gì mà quý vị giống như cô Tanya hoặc là Dũng đang mong đợi họ, đang muốn nghe họ, đang muốn nhìn thấy họ với cái khí phách sừng sững lừng lững như vậy. Dù cho họ bị vùi dập hay như thế nào đi nữa, thì cái vị trí của họ và cái hình ảnh của họ ngày hôm qua sẽ là một cái minh chứng hùng hồn là thiền am bên bờ vũ trụ, hoàn toàn xứng đáng để chúng ta yêu thương và trân trọng. Rồi, xong, xin chào quý vị, xin cô chào. Chưa. Có một cái này nè, tôi đọc, tôi nghe cho mấy cái kênh Việt Lê nè, họ giúp tôi coi một vài kênh dạo này ngoài của anh đó, thì ta bảo là đừng có quên bấm like nha. Tôi thấy không ai like của anh chỉ có 5 cái, vì anh có tới 1.000 người coi mà có 5 cái like của anh. Các bạn ơi, như vậy là không đúng nha, các bạn quên. Anh có tới 1.000. Anh có tới 1.000 người watching mà anh chỉ có, các bạn đừng có quên nha, tôi gặp cái ông Việt Lê chứ bấm, ông cứ bảo đừng có quên bấm cái like nha các bạn. Đó, bây giờ tôi bắt trước nè, đó, thấy chưa? Khoảng đó, nãy 21, bây giờ là tôi bấm, tôi tự like cho tôi đó, được ngày mai, được 22 rồi đó. Ủa, anh tự bấm cho anh hả? Thì anh bấm được hả? Ủa? Các bạn ơi, mình tới 1.000 người. Cái đó chính là cái sự tự tin. Nếu mà mình không like mình nói mình không like mình thì làm sao mà người ta like mình nổi cô? Do đó tôi nói xong tôi bấm like tôi trước. Ai có nói tôi chảnh chẹ nọ kệ. Thì rõ ràng những mình không thích những cái điều mà mình nói, mình làm thì sao mà thuyết phục người ta thích mình được. Ok. Đúng không, ok, bây giờ nè. Các bạn nè, 1.000 người thì phải bấm like nha. Chứ gì mà tội nghiệp với như nè. Tôi thấy có mấy cái làm cho tôi cũng buồn nữa. Phải cho tôi biết là các bạn thích nha. Đừng có quên nè, bấm like nha. Tôi bắt chước mấy cái ông ở trên. Tôi không có tôi học của mấy cô người á. Cô giống ai phải không? Cô giống mấy cái ngà, mấy cái ông, mấy bà ca sĩ á quý vị.
đứng hát trên sân khấu thì gì nó người ta vỗ tay cho em đi thì không, quý vị ơi quý vị cho ban nhạc chàng pháo tay đi quý vị, thì có mình trong đó mình đang đứng người ta vỗ tay không rầm, tại vì giống vậy đó, giống ông như ông Việt Lơi người ta lai ông mà có nói quý vị vỗ tay quý vị bấm lai cho tiếng Dũng như quý vị ví dụ vậy. Sao ông đi sao anh đi gút trong tim đen của tôi vậy, tôi làm cho anh chứ tôi làm cho tôi cái gì, trời tôi đẹp chứ tôi đâu có ngu cô. Ok bây giờ mình có những cái phút mà hôm nay có những phút mà sẽ là làm cho mình rất là lo lắng, hoang mang và xúc động, thì chúng ta đã có những nụ cười mà cô Thanh Nhân và Tiến Dũng đem đến hôm nay nha. Và chúc Thanh Nhân may mắn và Thanh Nhân hy vọng là cái bộ đồ màu nâu này Thanh Nhân mặc đẹp như quý vị, nó to thiệt là to đó. Thanh Nhân sẽ mang giày cô gót lên cho nó cao cao cho nó nhìn nó đẹp đẹp nha. Mặc đồ nâu không phải là mình. Cô leo lên sân khấu đó. Có cao cũng vừa vừa thôi, đỉnh cao như mấy bà đi qua hậu mà nó nguyên một cái xe tăng bọc thép ở dưới chân đó nha, rồi xong rồi phải có người sắp không, tôi không có cao lắm đâu, tôi mặc chừng 2 inch 3 inch rồi. Ok mình có những không, nhưng mà hôm nay tôi đã bị stress cả ngày nè, thôi hôm nay mình được cười được rồi nè nha. Thôi nha, và mình sẽ gặp nhau. Ồ anh, khi nào mà tôi qua bên bên Indonesia sau khi họp đó, anh có muốn nói chuyện với tôi không? Muốn, anh gọi tôi nha. Thì ta... Tôi muốn không, mà okay. Mọi người rất là muốn nghe cái hành trình của cô, bởi vì những người trong này thì hầu hết là đã biết cô từ lúc mà cô xuất hiện trong một cái talk show đầu tiên. Nói về cái giới thiệu về cô là ai, cái ngày cô gặp Ông Nhất Nguyên, Nhị Nguyên gì đó, rồi xong rồi cái bộ phim đó. Thì kéo dài tới bây giờ tại sao mà cái giờ phút quan trọng nhất ở bên Indonesia cô học xong mà lại không có một buổi nói chuyện cho mọi người biết được, đúng không quý vị? Đúng không? Nó là vậy. Rồi. Ok, bây giờ mình nhớ nè. Ok, chút nữa tôi sẽ vô, tôi chắc là mấy cái like nha, tôi coi mấy cái bạn có làm theo được yêu cầu của tôi nha. Ok. Trời ơi, giờ này tôi giống dễ sợ chưa? Ok, bây giờ thôi nha, tôi chào anh nhé. Xin chào các bạn, thương nha. Cô đọc đi, mọi người đang chúc cô thượng lộ bình an. Và khá được nhiều thành công. Dạ, cảm ơn. Trong cái cuộc họp rất là quan trọng ở Indonesia này. Dạ. Rồi, xin chào cô. Anh em sẽ chia sẻ rất nhiều ha. Ok, và xin chào. Bye bye. Rồi, Dũng cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay nha. Dũng mới đọc một cái comment của cô... cô Hoa Anh Đào, nó là 2-3 cái laptop, 2-3 cái phone gì đó để nhảy qua nhảy lại, nghe đồ này nghe đồ nọ thì thấy thương quá đi. Rồi thương tôi xin người cứ gian dối nhưng xin người đừng lìa xa tôi, thì cứ hát cái câu ngày hôm qua đó thì rất là tội nghiệp chứ quý vị cũng muốn tập trung toàn tâm toàn ý cho một cái là cái phone cái laptop về cái phiên tòa thôi, chứ không phải mà nhảy qua nhảy lại gì thì rất là mỏi chân. Nhảy qua nhảy lại lọt mẹ xuống mương rồi cái xong nó sạc nữa. nó sạc. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người vui vẻ bình an và tham theo dõi phim tòa, và mong rằng có nhiều cái tin tốt lành, và đặc biệt là có một cái bản luận tội ông biết là thật là tốt đẹp. Nếu mà các ông đó mà được phóng thích ngay ngày hôm nay nữa thì không còn gì để mà diễn tả cái niềm vui của tất cả chúng ta qua bao nhiêu tháng trời chiến đấu bằng mọi mặt, chiến đấu bằng mọi cách nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều, hẹn gặp lại quý vị trong show kỳ tới, chắc là ngày mai là thứ năm hàng tuần thưa quý vị. Rồi, xin chào, chúc mọi người vui vẻ, bình an nha. Bye bye.